Chào mừng quý vị và các bạn đến với autobuy.vn, trang thông tin về ô tô và xe máy hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc thi độ Winner so cá tính do Honda Việt Nam tổ chức mới đây, chiếc Winner 150 phong cách xe phân khối lớn của Nguyễn Cao Hy đã giành giải nhất và được xem là chiếc Winner 150 độ khủng nhất Việt Nam tính đến thời điểm này. Nhiều fan hâm mộ còn đặt cho chiếc xe cái tên là King of Winner, vua của xe Winner. Nhìn tổng thể, chiếc xe được độ lại hoàn toàn từ đầu tới đuôi. Ngoại trừ động cơ vẫn là của Winner 150, màn hạ độ theo phong cách siêu mô tô Superbike GS V4. Đèn pha được thay thế bằng cụm đèn LED L4, đèn định vị cũng là đèn LED khiến chiếc xe bắt mắt hơn. Đầu xe cũng được làm mới hoàn toàn từ cụm ghi động, bộ cụm thắng và cụm côn ISR Thụy Điển, bộ ga tăng tốc Domino, bình dầu AMCNC, kính cụ Rayroma hàng hiệu. Cụm đồng hồ cung gốc của xe được thay thế bằng đồng hồ điện tử như của xe phân khối lớn. Cùng theo phong cách xe phân khối lớn, giảm sóc trước đã được thiết kế dạng upside down. Cả hai bánh trước và bánh sau đều dùng lớp Continental Conti Sport Hardtech và bộ mâm 5 chấu kép của Ducati 899 Panigale. Đặc biệt, theo tiết lộ của chủ nhân chiếc xe, toàn bộ hệ thống gắp, lẫy giữ phuộc, tăng giảm trọng tâm phuộc đều được tháo từ một chiếc xe Ducati nguyên bản. Xe sử dụng ống bô hàng hiệu Airbag Movic loại dành riêng cho R1 với chất liệu titanium. Ngoài ra, xe còn được sử dụng rất nhiều ốc Pruti Robot bằng hợp kim titan cho cái nhìn khác biệt và thể thao. Mời các bạn cùng theo dõi thêm những hình ảnh của vua xe Winner này. Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ autobuy.vn. Hãy đăng ký kênh autobuy.vn để luôn cập nhật những thông tin thú vị nhất về thị trường ô tô xe máy Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.